Anh Thắng ơi, có biết anh Dũng bán cái này bao nhiêu tiền không? 36. 36. Giá 28 à? 28, 26 à, tụt nhẹ thế thôi. Tụt xé kiếp nhỉ. Này nó bắt vào đấy chứ. Ông đây ông chỉ mang mấy cái đồ đều đều nhà ông ấy thôi. Mình là sợ lắm. Khủng khiếp lắm. Còn tiền lít. Thôi đấy. Đục với nuôi tốt hơn mà này. Lành. Cái này của anh là nuôi được xong mẹ nó còn kinh hơn. Ai mới bao nó đây? Lành hơn. Của anh Dũng Hoàng ba vai là ba vai nhân tạo đúng, nhưng mà đấy làm được thời gian nó đẹp rồi. Đẹp gấu ghiếc đẹp rồi. Nắng rát quá quay nhanh thì còn rút nắng lắm. Cơ đầy của anh thì ba mấy đây? 40 triệu đấy các bác nhá. 4 triệu. Đọc lại số với anh nhỉ? Lâu lắm không anh em ở giao lưu với anh Phan. 0979 796 881. Thế còn cây kia của ai? Hả? Cây cũng vơi, xuân vơi. Béo nhỉ? To. To nhìn to ngại ghê. Xuân vơi. Chỗ này ít cây nhưng một số cây rất chất. Cái này thì nó rẻ rồi, nó còn mới đất lên nhưng mà nuôi cái này được. Nuôi cái này rất tương lai. Hôm nay nuôi 52 con được. Tương lai. Tốt nó tốt mà. Xì. Có anh ơi, em đang chợ đây. Vâng. Em đang tác nghiệp tí. Dạ vâng. Ôi vẫn thế anh ạ, có được cái gì mới đâu. Vâng. Thôi ra chợ cho vui anh ạ, chứ chẳng có hy vọng. Đợt này vãn rồi thì vừa thấy anh Chiến lượn qua đây mà. Bà Tế ung kêu có mấy cốt đây hay phết này. Ừ, góc chợ vừa đấy anh Chiến đi qua chắc không để ý. Ở giữa chỗ mấy xe tải này. Tí nữa ra đây ngó tí anh nhá, em ngó tí đã nhé. Dạ dạ. Dạ vâng vâng, ok anh. Đấy, chứ mày nói chuyện. Chưa không ạ, nắng quá. Cây ở Dũng là đồ nhìn nó khác bọt vít rồi. Tất nhiên là có bàn tay nghệ nhân vào khác. Sáng giờ bán cái nào chưa ông? Ngoài tay với rát quá cơ. Đây một đỉnh vời thế này. Đấy. Bé là ba vai viết đầy đủ luôn này. Đấy. Bên nhà giám đốc. Nhìn cây đã thấy tướng người đấy. Giám đốc bốc xếp. Đấy. Xoay
Con này nặng đô không anh? Này bao nhiêu? Này 27 triệu rồi này. 27 à? Này chắc phải hai người khiêng nhỉ? Con này á? Ừ, hai mà nếu cho bác chồng là hai người khiêng, còn bây giờ hiện tại này một người ôm. Thế giá nó bé bằng con hôm trước nhỉ? Hả? Giá mà bé bằng con hôm trước thì múc có vẻ được đôi không? Con này nói chuyện con này đây là về kỹ thuật thôi nha. Con này đây là anh mua của người, nếu mà kỹ thuật nha. Cho một phát thì một con đóng một phát nó vào đây này. Con này đúng cái hẻm này. Có chỗ rồi đấy. Mà năm nữa nói chuyện nha. Quá nhiều chuyện. Đây con này phanh của nó to lắm chứ không phải bé đâu. Con này đây này. Cốt đẹp, cốt đẹp. Cốt này lành này mà. Mà cốt này. Đây là muốn chuyển hướng cho nó thì là ấy được. Mình biết chơi được cái kinh nặng mũi cổ mới lấy mà còn thèm nữa mà không chơi được kinh nặng đây sau này thôi. Nói tóm lại là nếu mà không cắm thằng đây nếu không phải thì cứ nuôi thằng này ra vẫn cứ nuôi nó ra nuôi thằng này trong ngọn này là vì sao ngọn này là không để được đâu ngọn này không để đâu tiền lấy cái khác à cái này ngọn này không để sau là lấy thằng này để nó đưa vào trong. Đây là nuôi cái này để cho nó kéo sẹo thôi. Cái này thằng này. Đây này cốt chích lành lại thế các bạn. Quá sạch. Bỏ thằng này đi. Dễ này đi này. Bỏ thằng này. Đấy nó phải trên này cơ. Hơi đang hơi xiên xiên đúng không? Ừ. Đấy xong là đây thằng này đây, mình cắt hạ nó để nó này mầm đây này mầm đây. Ngày nó đưa nó ra đây một cái hoành đây. Đặc sệt nhé. Bên này mà có một phát rồi thì lại sướng. Ôi giời, bên này mà còn một đây ngay trước nó có nhưng mà ông mình cắt quá. Ông lại khoái không khoái chơi cái tay đấy. Ừ. Mặt trước mà mặt sau nó cùng giữ chứ không phải. Và anh Tân đâu sao không bắt cái này? Có về đục biết cách làm sao cho nó cái này. Xé cái chỗ này ra. Đấy. Xé cái chỗ này ra nên phát cái tay này. Nó đục đây này chuyện này đục rồi đây. Ở đấy xong rồi thiền đây này cái thằng này chụp ở đây cho nó rõ cái tay này. Ừ. Nhưng mà nhìn cái thân nó sạch đặc thích nhỉ. Có nghĩa là chết thì nhìn nó mình mình đục nó ra nhìn thân nó sẽ thoáng sẽ đẹp. Còn nếu mà ai chơi kiểu giữ nguyên bản nó lại giữ nguyên. Nói chuyện con này là con mẹ già chết thôi. À. Nuôi xứng đời lắm. Con này không phải ai cũng lấy được đâu, ai mang được đâu. Ê. Bận hôm qua bận làm ma, xong là nay vừa mình tranh thủ về đi đưa nào, hôm nay chạy ra chứ. Đầy đặn, đây này rất đầy đặn. Đây này, đấy cái mặt sau này cũng to. Vậy này nó phải, con này nó phải tầm bảy mấy. Cho khát vào đây. Cái này hoàn thiện khoảng nó cao chắc khoảng 45-50 nhỉ. Cái này kiếm một con mà thật là cái tay nó cũng như có hùng là có mấy cái chậu ấy kìa. Chưa phát đầu đầy, ô con này đẹp luôn. Nhưng quán hơi non. Cái là quyền mà da nó khá giống. Da là khá luôn. Cho vào đây con được cái dây ấy. Đưa đây cái nó ra ăn là xong ngay. Thành một con hoàn chỉnh. Đúng chỗ luôn ấy. Chỉ cần có thời gian năm thôi. Hoàn chỉnh luôn. Đấy, xé ngay cái này ra. Ô đấy. Thế ra bảo là mình có đốt thì mới lấy về là hôm qua bạn làm nó không làm được nó. Tất nhiên là mình đi bán thì là cái để thế này. Quanh ngày mình mẹ cho nó khỏe. Bao nhiêu? To. Còn đâu mà mình có để nhà nuôi thì là mình sẽ làm nó. Còn đâu đi bán thì cứ để ai tư duy hay kiểu gì. Nhìn mặt này nhìn thích nhỉ. Đấy nó đang hơi bị nghiêng theo cái ghế dựng lên tí. Đang là phải nhìn lên một tí. Đấy, trực thế gọi là trực. Đệ. Nhìn cây thấy người luôn. Nó già này mà tuyển. Đỏ ngừ người. Già sạch. Bết. Bết. Ôi giời ơi, thích đó. Quá. Cũng tăng động quá nhiều. Lành lặn. Sạch sẽ lành lặn. Sạch sẽ lành lặn. Đấy. Này đang nuôi thì để nói sau nó làm sao nó gọn lại nó nhỏ thôi mà thậm chí là có thể đến đây được. Đấy. Đấy. Cái nước dưới trong đấy Tuyền. Vâng.
mình lấy ra từ trong này thôi. Thì lúc ấy, lúc ấy chắc cái chậu nó khoảng rộng nó khoảng độ 50, nó trong này 50. 50 thôi, chậu là 50 là thoải mái. Ừ. Này đây là 45 cho chậu 50. Cái này bây giờ mà, kể cả có khô luôn nữa đục sau 3 hôm nó lại đỏ ẩu dễ. Nó già nó phun ngay à. Đấy, có cái phôi hay để anh em xem. Đẹp đấy. Về mà suy nghĩ mà bây giờ lên mái khi lại gọi anh. Khổ lắm đấy. Chú Tuyền mà không phải con này. Nhìn mà không phải con này. Đấy mà nhìn nhé. Chú, biết chú, rồi, thích là, nhưng mà. Chú quay xong, chú bắt đầu, chú nhìn chú mà ra thích này rồi. Chửi vào. cho mấy đường thôi. Nập thằng này ra không, đã khác cây đấy, rồi. Thích rồi, nhưng vào máu rồi nhưng mà mẹ... Bỏ cái thằng dễ này ra, ăn dễ trong rồi, đúng không? Ừ. Ăn dễ trong rồi, đẹp rồi, đúng không? Quá nhiều. Đây mình đang nói là về cái mặt đằng trước mình. Quá nhiều dữ liệu. Bỏ cái thằng này, bỏ thằng này. Có như chỉ mình chỉ nên nấp trong thôi. Thậm chí... Em xem nào. Đấy. Thậm chí em bóc mẹ cả cái này. Chả bóc ra, không bóc thì không, chỉ đấy, giữ là không nắm giữ thằng thôi. Cây nó gọn hơn nhiều. Không làm giữ thằng ngoài nó bể thẳng nó ra này không thì cắt treo nó cho nó thì cây nó gọn hơn nhiều. Ừ. Đấy nó hở được cái vai này ra. Mình đã nốt cả thằng này ra rồi thì đấy. Nó đẹp rồi. Cho cái tay này nó thoát phơi ra. Thoát cái tay đúng không? Ở đây là thoải mái mà lọc dễ, thoải mái mà làm. Ok luôn. Giá mà sân nhà em nó rộng như sân nhà anh hoặc là nhà những cái này mày không bê lên được, mày thuê người ra chỗ bốc vang và mày thuê 100-200 nghìn nó bê lên xong mình làm, mình mày bây giờ phải khổ. Nhờ người thuê người ra sẵn có thuê người ta ôm lên đúng không? Xong rồi mình lên mình trồng. Nó phải cho lên đầu này. À, thì lên đào cái này thì mày nó cầu thang nó chật. Nhờ cái anh Quân ở đây anh sẽ ôm ở đây, anh biết kiểu làm anh làm. Kể cả là trồng cây. Và đang nhờ ông anh làm cái tời mà mãi chưa thấy làm. Kể cả là anh trồng cây nhá, mẹ mà cây. Ok, để đấy, cô đẹp, quay thế thôi. Ôi dồi, nóng quá.